Sáng ngày 5 tháng 9, trường mầm non Hoa Phượng tổ chức ngày hội đến trường của bé năm học 2023-2024 tới sự có đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, trưởng ban tổ chức Quận ủy. Năm học 2022-2023, trường mầm non Hoa Phượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen. Nhà trường có 4 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận, 100% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tích cực, 100% trẻ tăng cân khỏe mạnh, 100% trẻ phát triển toàn diện về đức, trí thể Mỹ, năm học 2023-2024, trường mầm non Hoa Phượng có 9 lớp với tổng số 300 trẻ, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua quản lý tốt, chăm sóc giáo dục tốt, chú trọng các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm như giáo dục lễ giáo giúp trẻ biết lễ phép, đoàn kết, quý mến giúp đỡ bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động vui chơi và học tập. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng trường mầm non Hoa Phượng trở thành ngôi nhà hạnh phúc của trẻ thơ, là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm con em. Nhân dịp này, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận tặng 5 xuất quà cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, hội cựu chiến binh phường Văn Đầu tặng 30 xuất quà cho các bé của trường.